Hello, xin chào quý cô chú anh chị và các bạn có niềm đam mê cá cảnh trong và ngoài nước ha. Thì đây em quay lại cho mấy anh chị coi mình cái cách mà để nhận biết con cá của mình nó bị xuất huyết thăng, xuất huyết đuôi hoặc vây ha mấy anh chị. Rồi cách mình điều trị và cách mình phòng ngừa. Đây là cái cá chép sư tử, thì trước mắt thì em quay cho mấy anh chị mình coi đó, con cá mạnh khỏe thì nó như thế nào anh chị thấy không? Mình mẩy từ đầu cho tới đuôi nó trắng, nó đẹp, nó khỏe mạnh, thì con cá mình nó lúc nào nó cũng tung tăng lội hết đó mấy anh chị, mình thấy không? Con cá mình rất là sung. Thì hôm nay thì em làm một cái clip này để nói chung là chia sẻ đến mấy anh chị cô chú mình, những người mà đam mê cá cảnh ha, trong đó là dòng cá chép sư tử. Thì ai cũng vậy, mấy cô chú anh chị mình khi mà mình nuôi con cá, mua con cá về thì ai cũng cưng hết trơn ha, cũng muốn con cá mình nó khỏe mạnh, nó sung, nó ăn mạnh, nó bơ lội. Chứ về mà con cá mình nó bệnh thì mình cũng không có vui. Thì nói chung bây giờ em muốn chia sẻ đến cái cách mà điều trị con cá như thế nào, cách nhận biết rồi cách mình quản lý nước như thế nào luôn. Thì giờ mong cô chú anh chị mình sẽ coi hết cái clip để biết được cái cách để nhận biết được cái con cá nó bị xuất huyết và cách điều trị nó. Thì đây cô chú anh chị mình nhìn ha, con cá nè, nó bình thường. Khi con cá nó bình thường thì mình mẩy tay bơ đồ tất cả nó đều là có một màu hết, thống nhất. Nó sung con cá, con cá thì lúc nào nó cũng ăn mạnh, nó lội khỏe hết đó. Mấy cô chú anh chị mình thấy không đó. Khi em đưa tay vô là cá của em là nó rất là sung. Đây, nó đồ tay bơi rất là đẹp ha. Hệ thống nước lọc như thế nào thì nói chung ở đây em chia sẻ thì tùy theo mỗi cái cô chú anh chị mình có cái túi tiền như thế nào, cách chơi như thế nào, chứ không nhất thiết là phải như thế như em ha. Thì tùy theo kinh tế của mỗi người, miễn sao làm sao mà cho con cá mình nó khỏe mạnh là được. Chứ không phải là phải làm như thế này, làm như thế nọ, phải bỏ tiền ra mua những cái dụng cụ đắt đỏ. Thì ở đây cô chú anh chị mình nhìn hình sẽ biết được con cá, để nhận biết được con cá nó bị xuất huyết thăng hoặc là xuất huyết đuôi, xuất huyết vây. Trên hình thì em có để anh chị mình coi ha. Đấy, đó là những cái dấu hiệu con cá mình nó đã bị xuất huyết. Thì kính thưa cô chú anh chị mình, khi mà nguyên nhân như thế nào mà con cá mình nó bị xuất huyết như vậy, thì cô chú anh chị mình biết đó là do cái nguồn nước. Thì đó, bây giờ khi con cá là nó bệnh, nó bị xuất huyết, những cái đốm mà đỏ ở trên mình hoặc là trên đuôi, trên vây, theo như cái tấm hình mà cô chú anh chị mình thấy đó, thì đó là cái dấu hiệu con cá mình nó đã bị xuất huyết, đó là nó đã bị bệnh, nó không còn ăn uống mạnh, không còn bơi khỏe như con cá bình thường nữa cô chú anh chị. Thì nói chung khi mà mình nuôi, mình đem về mình nuôi mà con cá nó đã bị bệnh xuất huyết như vậy rồi thì mình rất là buồn. Nhưng mà cô chú anh chị mình cứ yên tâm, thì ở đây em sẽ chia sẻ cái cách trị con cá về nguyên nhân tại sao con cá mình nó bị như vậy. Thì nguyên nhân tại sao con cá nó bị như vậy thì kính thưa cô chú anh chị bạn mình, đó chính là do cái nguồn nước. Cũng giống như mình thôi cô chú anh chị, khi mà mình bệnh ngoài da đó thì cũng do tác nhân bên
Thì con cá mình nó cũng vậy thôi, khi mà nó sống ở môi trường nước mà môi trường nước của mình nó dơ thì con cá của mình nó sẽ bị bệnh. Thì ở đây nguyên nhân thì do là thức ăn, có thể là do là quý cô chú anh chị các bạn mình khi cho cá ăn thì làm dư thừa cái lượng thức ăn, làm cho nó thức ăn mình nó bị tan ra, nó mềm, nó tan ra theo nước đó, cô chú anh chị, thì nó bị dơ nước ha. Thứ hai nữa là do cái hệ thống lọc của mình, cái hệ thống lọc của mình nó không được đảm bảo nên nó bị dơ. Thì ở đây nè cô chú anh chị mình thấy không, em chỉ xài là cái bơm bình thường thôi chứ cũng không phải là dạng cầu kỳ gì, mất tiền cái máy mất tiền nữa. Đấy, cô chú anh chị mình coi lại, một là lượng thức ăn cho cá, khi mình cho cá ăn đó, thì mình ngồi mình coi ha như thế nào, khoảng tầm 5-10 phút con cá nó ăn hết sạch thì mình cho nó ăn thêm tiếp, nhưng mà ở mức độ là vừa phải thôi, chứ con cá mà nó ăn mà khi mà mình bỏ vô nhiều quá nó ăn không hết, quá 5-10 phút mà con cá mình ăn không hết thì mấy anh chị mình phải lấy ra. Là thứ nhất. Thứ hai nữa, ở lần cho ăn tiếp theo á, là mình cho ăn giảm lại, chứ mà mình cho ăn mà nhiều quá nhiều rồi nó dư ăn không hết thì nó sẽ dơ nước gây ra nấm bệnh đó. Rồi cô chú anh chị mình coi lại cái hệ thống lọc của mình, coi nó có hút bọt nữa không, rồi cái thổi luồng, khi mà thức ăn không bị là phân cá mà nó không được hút lên trên cái bộ lọc mình thì là nó sẽ bị dơ. Phần nữa là cô chú anh chị mình thấy nè, là do cái hệ thống lọc đó, những cái hộc lọc của mình nè. Ở đây cô chú anh chị thấy không, em cũng không có mà sử dụng nhiều quá cầu kỳ nhiều ha. Thì cô chú anh chị mình coi lại cái hệ vi sinh ở trong cái bồn nước của mình, đó là những cái nguyên nhân là gây ra cái bệnh xuất huyết ở con cá của mình. Bởi vì vậy cô chú anh chị mình phải chú ý đến cái lượng thức ăn cho con cá, chú ý đến cái hệ thống lọc đó, để giữ cho cái nước nó luôn sạch. Chúng tôi với anh chị, cái hệ vi sinh trong nước mình cũng rất là quan trọng ha. Nếu mà vi sinh nó tốt, nó xử lý tốt thì nước sẽ là trong, không hạn chế nấm bệnh gây hại cho con cá. Thì đó là cái nguyên nhân mà gây ra cái bệnh sốt huyết ở cá. Thì bây giờ nếu mà con cá của mình á, nếu mà con cá của mình bây giờ nó bị sốt huyết rồi á, thì mình sẽ xử lý như thế nào? Thì ở đây em xin trình bày chia sẻ đến quý cô chú anh chị và các bạn ha, cách trị con cá bị bệnh sốt huyết. Đầu tiên khi mà con cá của mình nó đã bị sốt huyết mà cô chú anh chị mình phát hiện thấy được á, thì mình ngay lập tức không cho nó ăn, không cho con cá mình ăn một ngày ha cô chú, để mà mình chuẩn bị đánh thuốc cho nó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, cô chú anh chị và các bạn mình chuẩn bị cho em một cái xô nước hoặc là một cái khay nước có thể chứa từ 10 đến 20 lít nước, và cái khay đó hoặc là cái xô đó con cá không nhảy ra ngoài được ha. Là thứ nhất. Thứ hai là cô chú anh chị và các bạn mình chuẩn bị cho em tê tra. Cái thuốc tê tra đó thì nếu mà anh chị nào mua được cái tê tra Nhật á, thì tốt, tại vì tê tra Nhật nó mạnh. Còn nếu cô chú anh chị nào mình á, mà không mua được cái tê tra Nhật á, thì mua một vỉ tetracycline ở ngoài tiệm thuốc Tây người ta có bán, loại 500 mg. Cái thứ ba là xanh methylene,
Thì cái này thì mấy anh cô chú anh chị mình đi ra ngoài tiệm thuốc tây mua cũng có ha. Loại xanh methylene 1% ha. Thì mấy anh chị cô chú anh chị mình coi trên hình, em có để trên hình đó thì cô chú anh chị mình coi theo. Cái thứ tư là muối hạt. Cái thứ năm nữa đó chính là 5 lít nước sạch ha. Nước không có 5 lít nước sạch là không có cờ lo ha. Nếu mà anh cô chú anh chị nào mình mà sử dụng mà nước máy đó thì mình phải để qua đêm ha, để qua đêm để cho mà nó bay hết cái cờ lo, hoặc là mình có mua cái thuốc mà khử cờ lo đó thì mình sử dụng cũng được. Đó là những cái thứ mà mình cần nhất thiết để mình xử lý con cá bệnh. Thì song song ở đó cái hồ cá của mình phải thay nước. Mình ngay lập tức thay nước trong cái hồ cá mình liền, tại lúc này cái hồ cá của mình nó đã bị nhiễm khuẩn rồi. Thì cô chú anh chị và các bạn mình thay cho khoảng từ 40% nước cho em trong cái bồn. Và những cái hộp lọc của mình đó thì mình phải xử lý, mình đem ra mình xử lý liền những cái chất lọc, những cái như đá sứ rồi đó, mình phải đem ra mình vệ sinh lại, tại vì nó cũng đã bị nhiễm khuẩn rồi. Mình chà rửa bồn kỹ chứ không thôi là nó lây những con cá bệnh, những con cá khỏe nó sẽ bị lây bệnh ha cô chú anh chị. Thì mình cách thức xử lý như thế nào thì con cá khi vào bệnh đó, thì nói đó, mình đã bỏ đói không cho nó ăn một ngày đó, thì cô chú anh chị mình lấy một cái thùng nước đổ 5 lít nước vô cho em, đổ 5 lít nước sạch vô cho em. Thì 5 lít nước này sẽ sử dụng cho 1 viên tetramethylin. Đó, 1 viên thuốc tetramethylin đó là sử dụng cho 5 lít nước. Thứ hai nữa là tầm 5 giọt xanh methylene. Cái thứ ba nữa là 10 gram muối hạt. Mình khuấy đều lên cho nó tan thuốc với muối đều lên. Cái thứ tư nữa là mình phải sử dụng sục oxy ha. Đây là sục oxy nè mấy cô chú anh chị mình. Thì mình đánh sục oxy mạnh lên, liên tục đánh sục oxy liên tục mạnh lên để rồi mình đẩy con cá vô. Cô chú anh chị mình theo dõi ha, khi mà mình đẩy con cá vô trong cái thùng nước đó thì mình theo dõi, thì mình đẩy đó mình ngâm nó trong vòng 24 tiếng đồng hồ thì mình thay nước. Mình thay cái múc ra cả khoảng 1-2 lít nước đó, mình bỏ rồi mình châm vô 1-2 lít nước sạch khác vô, cứ đánh liên tục đánh oxy nó vô cho em. Thì cô chú anh chị mình nhớ là không cho con cá nó ăn ha, mình cứ làm liên tục trong vòng 3 đến 4 ngày là con cá mình nó sẽ hết. Đó, nếu mà con cá mà nó nhẹ thì tầm 2 ngày là con cá mình nó đã hết rồi cô chú anh chị. Thì cứ mỗi một lần mình làm vậy đó là mình sẽ làm cái nước lại cũng giống như vậy, công thức như vậy luôn. Thì ví dụ ngâm xong 24 tiếng đồng hồ thì mình múc bỏ ra tới 1 tới 2 lít nước đó, rồi mình châm vô 1-2 lít nước sạch để cho con cá nó ấy. Nhưng mà khi qua ngày sau mình làm thì mình cũng phải chuẩn bị lại 5 lít nước sạch và thuốc, và liều lượng thuốc muối nó cũng y như vậy. Rồi mình bỏ con cá vô, mình cũng cho ngâm con cá trong thuốc đó là cỡ khoảng 1 tiếng, cách ly với cá bệnh với cá khỏe hết nha cô chú anh chị. Đó, mình kiếm nên, bởi vì em khuyên cô chú anh chị mình nên kiếm một cái thùng bê cao giống như trong hình em đưa đó, để cho con cá mình nó không bị nhét. Thứ hai nữa là nó không nhảy, tại vì mấy con cá này khi mình đem ra ngoài mình để vô mấy đó thì nó nhảy mạnh lắm, nó sợ nó nhảy dữ lắm.
nên cô chú anh chị và các bạn mình chú ý ha, mà nhớ là mình làm mình kiếm đồ đậy nha cô chú anh chị, đậy hơi hơi chừa cái khoảng trắng để có không khí lọt vô ha. Nhớ một lần cuối nữa thì em khuyến cáo với cô chú anh chị và các bạn mình nên cho cá ăn ở mức độ vừa phải, chia nhỏ nhiều lần ra trong ngày. Thì như ở đây em cá em là khi ăn là em chia ra là 3 buổi sáng, trưa và chiều, chứ em không cho ăn một lần. Mình cũng đừng có cố thúc xay cá quá ha, thì cũng không có tốt cho con cá mình nữa. Thì qua cái clip này thì em muốn chia sẻ cái kinh nghiệm chị, là một là nhận biết con cá mình bị xuất huyết, hai là mình trị con cá khi mà nó bị xuất huyết, thứ ba nữa là nguyên nhân tại sao mà dẫn đến con cá mình nó bị bệnh. Thì ở đây em khuyến cáo cô chú anh chị và các bạn mình tốt nhất nên phòng ngừa, nên kiểm tra cái hệ thống lọc, hệ thống nước của mình, và xuyên hàng ngày thì tầm cái chừng 2 đến 3 ngày mình nên thay nước một lần. Tốt nhất là nên 3 ngày thay một lần thì con cá mình nó sẽ khỏe mạnh và mau lớn. Thì nếu cô chú anh chị và các bạn nào thấy clip của em hay thì kệ nhắn cho em xin một đăng ký và một like ha. Em xin cảm ơn cô chú anh chị.